Khán giả có tên Lê Văn Nam, số điện thoại 0988 3 số cuối 356 ở Tây Ninh hỏi như sau. Hỏi bệnh lở mồm long móng do virus gì gây nên và cách điều trị như thế nào? Thưa anh Nam, bệnh lở mồm long móng là một loại bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm do virus gây ra trên động vật móng guốc như là lợn, bò, trâu, hươu hay là dê. Bệnh này rất nguy hiểm vì bệnh lây lan rất nhanh qua nhiều con đường khác nhau như tiếp xúc trực tiếp giữa động vật với nhau hoặc truyền qua không khí. Chính vì vậy mà Tổ chức Y tế Thế giới xếp bệnh lở mồm long móng đứng đầu các bệnh truyền nhiễm của động vật. Và ngay sau đây, mời bà con cùng theo dõi chuyên gia hướng dẫn phác đồ điều trị bệnh lở mồm long móng cho vật nuôi. Muốn phòng bệnh lở mồm long móng, thức ăn, nước uống phải đảm bảo vệ sinh, đầy đủ dinh dưỡng để lợn có sức đề kháng tốt. Bà con có thể bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày của lợn một số loại thuốc như vitamin B1, vitamin C, vitamin A, D, E, các nguyên tố muối khoáng dưới dạng thức ăn bổ sung và dưới dạng premix. Mỗi tháng chỉ bổ sung một lần, mỗi lần liên tục từ 3 đến 5 ngày. Ngoài việc thường xuyên tăng cường sức đề kháng cho lợn, bà con cần chủ động phối hợp với cơ quan thú y địa phương tiêm phòng vaccine lở mồm long móng. Đối với lợn đã bị lở mồm long móng, bước đầu tiên bà con cần xử lý vết loét tổn thương ở miệng và chân để lợn có thể đi lại, ăn uống bình thường. Để điều trị cái tổn thương ở miệng và tổn thương ở móng thì các bà con và các bác cần lưu ý như này. Thứ nhất là dùng nước lá chỗ không sắc đặc, bôi và rửa sạch các cái vết loét ở miệng và các cái vết loét ở móng. Và sau khi mà đã dùng nước lá chỗ không sắc đặc mà bôi rửa sạch rồi thì tiếp tục bà con dùng cái nước phèn chua 3%, cái phèn chua mà để mà đánh trong nước ấy, pha cùng 3% thì lại rửa tiếp cái vết thương đấy. Thì cái phèn chua này nó có tác dụng rất là tốt, nó làm cho vết thương là gì, vừa có tác dụng sát trùng nhưng vừa làm cho vết thương nó nhanh khô hơn, vì vậy mà cái việc mà cái vết loét nó nhanh khỏi hơn. Thì đấy là cái bước thứ nhất. Và sau khi mà đã rửa nước phèn chua xong rồi thì các bà con đấy băng hoặc là gạt bông thấm sạch các cái vết loét. Và sau khi thấm sạch vết loét thì tốt nhất là dùng han iodin 10% bôi vào. Còn nếu không có han iodin 10% bôi vào thì là dùng cái xanh metionan bôi vào. Bà con có thể sử dụng các loại có chất chua tự nhiên như chanh, khế để bôi khử trùng vết loét cho lợn. Tuy nhiên, các chất này thường khó khăn trong việc phối trộn với thuốc kháng sinh cũng như bảo quản. Như vậy thì vẫn không hạn chế được vi khuẩn bội nhiễm trên vết loét đó. Vì vậy, tốt nhất bà con nên lấy phèn chua phi lên cho chảy thành nước rồi tiếp tục cô đặc lại như muối tiêu. Sau đó, tán nhỏ phèn chua đó ra và trộn với các kháng sinh như streptomycin, oxy tetraserin, penicillin. Tỷ lệ pha trộn là 3 phần phèn chua, 1 phần kháng sinh và bôi lên vết thương hàng ngày. Song song với việc điều trị vết loét ở miệng và chân, bà con cần nhanh chóng điều trị giảm sốt cho lợn. Để mà giảm cái độ sốt cao thì nếu mà có điều kiện thì bà con sẽ dùng cái Allagin C để tiêm cho con lợn. Nhưng mà trong trường hợp mà nếu mà lợn nó bị nhiều thì cái tiêm này chúng ta thấy là nó hơi vất vả. Thì có thể là dùng một số các loại thuốc, ví dụ như Paracê hoặc là tê cúm gia súc hoặc là phai cảm cúm hòa lẫn với glucocase với gì, cái thuốc bổ gan thận cho lợn uống ngày thì sẽ giảm được cái nhiệt độ của cơ thể. Vâng, với bệnh lở mồm long móng thì khâu phòng bệnh là rất quan trọng. Phòng bệnh lở mồm long móng bằng vaccine vẫn là phương pháp hiệu quả nhất hiện nay. Đối với trại không nằm trong vùng dịch, chủng virus làm vaccine nên là chủng đang lưu hành trong khu vực hay là chủng dự đoán có nguy cơ cao nhất. Thời gian vaccine có hiệu lực là trong vòng 6 tháng, do vậy mà sau 6 tháng thì cần phải tiêm nhắc lại lần 2.